Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong năm 2023 tuổi Dậu cũng có những bước đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Năm 2023, do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm. Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Dậu nhìn nhận vấn đề. Nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội, còn nếu xem đó là bất lợi thì nó sẽ trở thành bất lợi. Do vậy mà bản thân tuổi Dậu nên đối diện với mọi việc một thái độ tích cực và lạc quan hơn. Nắm được vận may của mình trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Dậu vất lên như diều gặp gió, không có gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Năm 2023 đối mặt với xung thái tuế, vận khí tuổi Dậu biến động mạnh, hung vận lấn át các vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà dễ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều, sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác thôi không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự sức họa vào thân. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Gia đạo tình cảm nhiều phiền muộn, đa phần do áp lực từ công việc và tài chính. Sức khỏe không được tốt, dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tay chân. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch. Từ ngày 20 tháng 2 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023 dương lịch và tháng 2 âm lịch nhuận, từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Dậu, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Dậu năm Quý Mão 2023. Năm nay bản mệnh đối đầu trực tiếp với thái tuế khiến tâm tính tuổi Dậu kích động mạnh hay nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân kích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Công việc của tuổi Dậu trong năm 2023 được dự báo là không mấy may mắn khi liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến bạn áp lực, tinh thần đè nặng. Phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên, chống lại những rủi ro. Đối mặt với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ gia tăng gấp bội. Tuổi Dậu có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp. Đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Dậu, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Dậu gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điểm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này trở nên gây chuyện với cơ quan hành pháp, chấp pháp, kẻo lại mang họa. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Dậu năm Quý Mão 2023. Cùng với những bất lợi trong công việc kéo theo tài lộc năm 2023 của người tuổi Dậu giảm sút trông thấy, xung thái tuế ví như con đập ngăn dòng chảy tiền bạc đến, dù nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt nhưng dễ bỏ lỡ vì tâm lý, do dự, thiếu quyết đoán. Trong năm kiếm tiền đã khó, tiền bạc làm ra cũng khó giữ,
người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính, kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không được thu hồi vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần. Lại có đại hao hung tinh gây hao tán mạnh, tiền bạc kiếm khó đã đành lại còn dễ dàng tiêu tán. Muốn giữ được của cải thì nên cân nhắc phương án nhờ người thân tay hòm chìa khóa dùm. Để giúp cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dậu năm Quý Mão 2023. Vận trình sức khỏe của tuổi Dậu theo tử vi năm 2023 cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Người này chịu nhiều áp lực công việc, tình cảm nên tinh thần sa sút, nếu không được quan tâm sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Có nhiều bệnh tật trong người, dù không phải bệnh nặng nhưng nhất định phải chú ý chăm sóc mình, nếu không bệnh nhỏ sẽ thành lớn, sẽ khiến bạn vất vả chống chọi. Tuổi Dậu có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích. Đề phòng bệnh cao huyết áp nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất, không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Tuổi Dậu cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục, thể thao, ngày nghỉ dành thời gian bên bố mẹ, cùng cả gia đình đi dã ngoại đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực tình tiền, dễ khiến cho tâm lý sinh bất ổn. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Dậu trong năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tuổi Dậu 2023 thấy có dấu hiệu cản trở trong chuyện tình cảm. Dù được phượng các chủ về các duyên chiếu mệnh mở ra một vài cơ hội gặp gỡ với người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ độc thân vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, đi rồi khó đọng lại. Về gia đạo trong năm gặp nhiều chuyện phiền muộn, trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm lứa đôi có kẻ phá hoại hoặc dấu hiệu cản trở. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn, e rằng khó mà thành đôi. Các cặp vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có con thì năm nay sẽ có thể đón hỷ tín. Đây là điểm sáng duy nhất trong vận trình tình cảm của tuổi Dậu trong năm. Nếu có ý định sinh con thì nên chủ động lập kế hoạch và chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Sinh con cũng là hỷ sự, nhất hỷ chặn tam tai. Tức một chuyện vui có thể chặn được ba chuyện xui. Lấy hỉ khí ắt đi xui khí thái tuế, âu cũng là cách hóa giải xui xẻo hiệu quả, gia chủ nên cân nhắc. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Dậu năm Quý Mão 2023. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, Sơn Hạ Hỏa. Bước sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 gặp cục diện Mão Dậu tương xung, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, dễ vấp phải những vấn đề và cản trở, bất ngờ hoặc lòng người cháo trở, không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm gia chủ giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. Trong năm, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, Đại Trạch Thổ. Vận trình năm 2023 của Kỷ Dậu sinh năm 1969 không có gì nổi bật, sự nghiệp khó bề cất cánh do tiểu nhân ngáng trở, không phát huy được hết năng lực của mình, thành tích làm việc phàm sút rõ rệt, bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Thu nhập ít ỏi mà các việc phải chi tiêu lại nhiều, tài chính chịu tổn thất nghiêm trọng. Người làm kinh doanh năm Quý Mão này không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới, nên lợi dụng các mối quan hệ xã hội để kết giao với quý nhân. Thời gian rảnh nên tìm đọc hoặc là đăng ký học thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Thạch Lựu Mộc. Tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu sinh năm 1981 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung thái tuế. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng.
Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu nhiều, bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, kiếm phong kim. Mão Dậu tương xung báo hiệu người tuổi Dậu trong năm 2023 sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đây là tin không vui nhưng bạn chớ nên vì thế mà nản lòng. Vận mệnh nằm trong tay ta, bạn vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng cách chính năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong năm bạn chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói, hành động có chừng mực, dùng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì là quá đáng ngại. Tài lộc có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản, đồng thời còn dẫn đến sức khỏe không tốt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, tuyền trung thủy. Tuổi Ất Dậu khó mà có một năm mới suôn sẻ như ý muốn được. Có những thời điểm tưởng chừng như mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi thì bỗng dưng xảy ra vấn đề nửa chừng khiến công sức trước đó đổ sông đổ biển. Trong những thời điểm bế tắc, con giáp này dễ nghe theo lời dụ dỗ mà làm chuyện xấu, chuyện tổn hại cho chính mình. Nghiêm trọng hơn còn mất tiền, mất của, mất lòng tin trong lòng trưởng bối. Nhân duyên trong năm không được như ý, có thể xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô. Tình hình sức khỏe bất ổn, cần đề phòng bị thương do va chạm giao thông. Các gia chủ tuổi Dậu trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.